Bí mật khủng khiếp. Thằng nhỏ bán báo nói: "Bí mật khủng khiếp đây. Đã có 50 nạn nhân mua báo không chú?" "Ông chú, cho chú một tờ." Ông chú xem lướt qua và la lên: "Thằng kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào?" Thằng nhỏ nói: "Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân đó." "Ông chú..." Thằng nhỏ nói: "Báo đây, bí mật khủng khiếp. Đã có 51 nạn nhân. Báo đây." Bí mật khủng khiếp. Thằng nhỏ bán báo nói: "Báo, bí mật khủng khiếp đây. Đã có 50 nạn nhân mua báo không chú?" "Bí mật là chuyện anh không muốn nói cho người khác biết." Bí mật khủng khiếp. Nạn nhân khi có một chuyện xui và người đó bị xui là nạn nhân. Nạn nhân. Ông chú nói: "Cho chú một tờ." Tờ. Ông chú xem lướt qua và la lên: "Xem lướt qua là xem cái gì đó rất nhanh." Xem lướt qua. La lên là một người nói lớn. La lên: "Thằng kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào?" Làm gì có nào. Trong nhà này, làm gì có người nào. Em làm gì có cái xe máy nào. Thằng nhỏ nói: "Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân đó." Chính là. Thằng nhỏ nói tiếp: "Báo đây, bí mật khủng khiếp. Đã có 51 nạn nhân. Báo đây." Bí mật khủng khiếp. Thằng nhỏ bán báo nói: "Bí mật khủng khiếp đây. Đã có 50 nạn nhân mua báo không chú?" Ông chú trả lời: "Cho chú một tờ." Ông chú xem lướt qua và la lên: "Thằng kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào?" Thằng nhỏ nói: "Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân đó." Ông chú bối rối. Thằng nhỏ tiếp: "Báo đây, bí mật khủng khiếp. Đã có 51 nạn nhân. Báo đây."